Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 23 trong loạt bài học về cấu trúc động từ đi kèm giấy từ. Và trong bài này chúng ta sẽ học một động từ khác cũng đòi hỏi giấy từ de. Đó là động từ rêver. Rêver de quelque chose, rêver de quelqu'un, rêver de faire quelque chose. Như vậy chúng ta thấy cho dù đi với một cái đối tượng như thế nào, một danh từ chỉ sự vật, một danh từ chỉ người hay là một động từ nguyên thể, thì động từ rêver vẫn luôn luôn đòi hỏi phải đi theo giấy từ de. Và những ai đã học tiếng Anh trước khi học tiếng Pháp thì cũng xin để ý là động từ rêver ở trong tiếng Anh nó có thể đi với giấy từ de, tức là of trong tiếng Anh, nhưng mà nó cũng có thể đi với giấy từ khác. Và ở đây là tiếng Anh không dùng động từ nguyên thể. Như vậy chúng ta nên nhớ cái hình thức cách dùng của động từ rêver trong tiếng Pháp luôn luôn là đi với giấy từ de. Và bây giờ chúng ta coi từng ý nghĩa cách dùng. Thứ nhất, rêver de quelque chose, mơ ước một cái điều gì, tức là có một ước muốn, một mục tiêu, một tham vọng, muốn đạt tới một cái chuyện gì đó. Avoir un désir, une aspiration, désir là cái mong muốn, aspiration là một cái hướng vọng tới một cái gì đó. Ví dụ, je rêve d'un voyage en Asie, tôi mơ ước có một chuyến du lịch sang châu Á. Đây là kinh nghiệm mơ ước của nhiều người ở bên phương Tây, họ muốn đi qua châu Á để họ trải nghiệm. Như vậy chúng ta thấy động từ rêver đi với một danh từ chỉ sự vật. Một câu ví dụ khác, elle rêve d'une maison à la campagne, cô ta mơ ước có một căn nhà ở miền quê. Và động từ rêver đây với một danh từ chỉ sự vật là một căn nhà thì cũng đi với giới từ de. Ý nghĩa cách dùng thứ hai của động từ rêver de quelque chose đó là thực hiện một giấc mơ trong khi ngủ. Ở bên trên là chúng ta có một cái ước mơ, một cái ý muốn mong đạt được một cái gì. Còn trong ý nghĩa thứ hai là mình ngủ mơ. Trong khi ngủ thì mình có một cái giấc mơ. Faire un rêve pendant le sommeil. Đêm nay tôi mơ thấy biển. Cette nuit, j'ai rêvé de la mer. Tức là một người này có lẽ là có thích đi biển đó, thì khi nào mơ cũng thấy biển. Cette nuit, j'ai rêvé de la mer. Il a rêvé de sa vieille maison. Anh ta đã là mơ thấy ngôi nhà cũ năm xưa. Vieille không phải là cũ kỹ, mà căn nhà ngày xưa của mình. Như vậy là trong ý nghĩa cách dùng thứ nhất của động từ rêver, nó đi với một danh từ chỉ vật, rêver de quelque chose. Thứ nhất là mình mơ ước, mình hướng vọng, mình mong muốn có một cái gì. Và thứ hai là mình có một cái giấc mơ trong khi mình ngủ. Trong phần thứ hai, rêver de quelqu'un, để chúng ta thấy thứ nhất là mơ thấy ai trong giấc ngủ. Đêm nay tôi là mơ thấy thầy giáo cũ của tôi. Cette nuit, j'ai rêvé de mon ancien professeur. Tức là trong khi tôi ngủ thì tôi thấy những cái kỷ niệm, hình ảnh của một thầy giáo cũ của tôi. Tức là mơ thấy ai trong giấc ngủ. Elle a rêvé de son ami d'enfance qui vit maintenant loin d'elle. Cô ta đã mơ thấy một người bạn thời thơ ấu. Ami d'enfance là một người bạn mà mình quen từ khi mình còn nhỏ đó. Rêvé de. Và bây giờ cái người này ở xa mình. Tức là trong khi mình ngủ, mình trong cái vô thức, mình mơ thấy một người bạn cũ năm xưa. Bây giờ người đó ở xa mình. Và mơ thấy thầy giáo cũng như vậy. Một cách vô thức, mình nhớ lại, mình mơ thấy thầy giáo. Đó là ý nghĩa cách dùng thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai không phải là thấy người đó ở trong giấc ngủ, mà luôn luôn tư tưởng của mình, luôn luôn nhớ về một ai đó, mơ ước về ai. Ví dụ kể từ khi gặp nhau, anh ấy luôn mơ đến cô ta, nghĩ về cô ta rất là nhiều. Il rêve d'elle depuis qu'ils se sont rencontrés. Il pense à elle tout le temps. Il rêve d'elle không phải là mơ trong giấc ngủ, mà luôn luôn tư tưởng mình cứ nghĩ về người đó. Chúng ta gọi là une pensée obsessionnelle, một cái tư tưởng mà luôn luôn nó ám ảnh mình, lúc nào cũng nghĩ tới cái cô gái đó, hoặc là ước muốn gặp cô gái đó. Như vậy ước mơ này không phải là trong giấc ngủ, mà trong khi tỉnh thức luôn luôn có những cái tư tưởng hướng về cái người mà mình đã gặp. In rêve d'elle depuis qu'ils se sont rencontrés, anh ta mơ ước về cô ta kể từ khi họ gặp nhau. Ở đây chúng ta không nói theo tiếng Việt là mơ ước về cô ta, mà anh ta luôn luôn nhớ về cô ta. Vì nó tương đương với động từ penser, il pense à elle tout le temps. Một ví dụ thứ hai, cô ta cũng mơ tới anh ta, hy vọng có một ngày anh ta gửi cho mình những lá thư tình như trong một cuốn phim tình cảm lãng mạn. Elle rêve de lui, cô ta cũng nhớ về cái anh này. Tức là luôn luôn có cái tư tưởng hướng về anh này, espérant qu'un jour il lui envoie des lettres comme dans un film romantique. Cô ta luôn luôn nhớ tới anh này, có tình cảm với anh này và hy vọng có một ngày nào đó nhận được những cái lá thư tình
do anh ta gửi tới mình, giống như trong một cuốn phim tình cảm lãng mạn. Như vậy ở đây không phải là thấy một người nào, nghĩ về một người nào trong giấc mơ, mà là trong khi chúng ta hướng vọng về người đó, luôn luôn có một cái tư tưởng ám ảnh, nhớ tới hình ảnh của người đó. Đó là ý nghĩa thứ hai của cách dùng rêver de quelqu'un. Và bây giờ chúng ta qua cách dùng thứ ba, rêver de faire quelque chose, là mơ ước là một cái điều gì. Và khi chúng ta dùng động từ rêver đi với động từ nguyên thể là mơ ước một điều gì, tức là chúng ta bày tỏ một cái ước muốn mãnh liệt. Ví dụ cô ta mơ ước một ngày kia trở thành bác sĩ. Như vậy đây là một cái mơ ước sâu thẳm ở trong lòng của cái cô sinh viên này, muốn trở thành bác sĩ. En rêve de devenir médecin un jour. Không phải là mơ mộng, mơ mộng một cách lãng mạn, mà cô ta có một cái ước muốn mãnh liệt, un désir profond, một ước muốn mãnh liệt muốn trở thành bác sĩ một ngày nào đó. Tôi mơ ước được đi vòng quanh thế giới. Je rêve de faire le tour du monde. Đây là một người thích đi du lịch, thích đi trải nghiệm, và người ta có một cái mơ ước mãnh liệt là một ngày nào đó có điều kiện để đi vòng quanh thế giới. Anh ta mơ ước xây dựng một sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc. Anh ta mơ ước, tức là chúng ta nói anh ta muốn, mơ ước một cách mãnh liệt, tức là anh ta muốn. In rêve de faire carrière. Faire carrière là xây dựng một cái sự nghiệp ở trong lĩnh vực âm nhạc. In rêve de faire carrière dans la musique. Và chúng ta thấy cái cách ước muốn này nó là một cái tham vọng, une ambition professionnelle. Vậy chúng ta thấy cách dùng rêver de faire quelque chose là ưa mơ ước là một cái điều gì nó không có nhẹ nhàng. Nó là biểu tỏ một cái ước muốn mãnh liệt, sâu thẳm trong con người của mình. Và trong phần cuối chúng ta học một số từ vựng cùng gia đình với động từ rêver, des mots de même famille. Từ ngữ đầu tiên chúng ta phải kể tới đó là danh từ un rêve. Un rêve có thể là một giấc mơ trong khi chúng ta ngủ, nhưng mà cũng có thể là một ước vọng, mong muốn một cái điều gì. Đêm nay anh ta thấy anh ấy đã có một cái giấc mơ kỳ lạ. Il a fait un rêve étrange cette nuit. Đây là chúng ta dùng với ý nghĩa thứ nhất là giấc mơ trong khi ngủ. Và anh ta cũng có một cái ước vọng. Il a un rêve de devenir médecin chẳng hạn. Anh ta có một cái ước vọng mãnh liệt muốn trở thành bác sĩ, muốn trở thành một nhà du hành quanh trái đất. Đó là chúng ta thấy danh từ un rêve. Một danh từ khác, đây là một danh từ feminine. La rêverie là tình trạng mơ màng, thoát khỏi thực tế. Il s'est perdu dans une longue rêverie. Người này cứ ngồi mơ màng, mơ tưởng một cái chuyện gì đó, không có sống một cách thực tế, chân không có chạm đất. Để chúng ta dùng danh từ rêverie. Và sau cùng chúng ta có từ ngữ rêver hoặc là feminine rêver rồi. Nó vừa có thể là tính từ, nó cũng vừa có thể là một danh từ. Là một người luôn luôn lúc nào cũng mơ mộng, sống ở trong một cái tình trạng mơ màng. Đây là một con người luôn luôn mơ màng, hay nghĩ tới những cái điều không có thể làm được. C'est un rêveur qui pense toujours à l'impossible. Đây là một người cứ lúc nào cũng mơ mơ mộng mộng, lúc nào cũng nghĩ tới những cái gì mà gần như là không có thể làm được. Như vậy chúng ta vừa coi phần số 4, một số từ vựng cùng gia đình với động từ rêver. Và sau đây chúng ta làm một số câu liên quan tới động từ rêver. Trong 5 câu đầu tiên chúng ta tập làm những câu với động từ rêver, đi với danh từ de và đi với một danh từ chỉ vật, rêver de quelque chose. Họ mơ ước một căn nhà với một khu vườn rộng cho con cái họ vui chơi. Họ là hai ông bà này, in rêve d'une maison. Họ mơ một căn nhà, đây là một danh từ chỉ vật. Avec un grand jardin, ở trong khu vườn này, où leurs enfants pourraient jouer. Ở đây chúng ta dùng conditionnel bởi vì cái chuyện này nó nằm ở trong một cái dự kiến, một cái dự án chưa có thật. In rêve d'une maison, họ mơ ước có một căn nhà. In rêve d'une maison, rêve de quelque chose. Avec un grand jardin, où, ở nơi đó, le pronom relatif, ở trong cái khu vườn đó, leurs enfants pourraient jouer. Họ mơ ước có một cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi những khó khăn kinh tế. In rêve d'une vie meilleure. Họ mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Loin des difficultés économiques.
In rêve, những người này đang mơ ước. In rêve, rêve vẫn là theo với một giới từ, giới từ là in rêve d'une vie meilleure. Họ mơ ước một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuộc sống này xa khỏi những cái khó khăn về kinh tế, tức là không có những khó khăn về kinh tế. Cô ta mơ ước một tương lai sáng sủa, một tương lai un avenir radieux, tức là rạng rỡ, có nhiều ánh sáng. Cô ta mơ ước, elle rêve d'un avenir radieux, radieux là rạng rỡ, sáng sủa. Elle rêve d'un avenir radieux. Và chúng ta biết từ rêve ở trong câu này cũng vẫn đi theo giới từ đờ và đi sau đó một danh từ chỉ vật, rêve de quelque chose. Cô ta luôn mơ ước về một tình yêu chân thành. Elle rêve toujours, mơ ước có một, toujours d'un amour sincère, một tình yêu chân thành. Và chúng ta cũng phải để giới từ đờ nó nằm phía sau này. En rêve d'un amour sincère, sincère là thành thật, là chân thành. Và câu cuối cùng, rất nhiều người mơ ước một thế giới tốt đẹp hơn, trong đó không có những cái bất bình đẳng xã hội. Bất bình đẳng xã hội là les inégalités sociales. Égalité là bình đẳng, inégalité là không có bình đẳng. Rất nhiều người, beaucoup de personnes rêve d'un monde, mơ ước về một thế giới, d'un monde meilleur. Rất nhiều người mơ có một thế giới tốt hơn. Rất nhiều người, beaucoup de personnes rêve. Tôi xin sửa lại. Rêve d'un monde meilleur, mơ ước về một thế giới tốt hơn. Ở trong thế giới đó, où les inégalités sociales n'existent pas, không có hiện hữu, tức là không có, tức là không có hiện hữu. Beaucoup de personnes rêvent d'un monde meilleur, où, ở trong cái thế giới đó, où les inégalités n'existent pas. Les inégalités sociales n'existent pas. Rất nhiều người đang mong đợi như vậy, ở trong xã hội nào cũng như vậy. Bởi vì trong xã hội luôn luôn có cái sự bất bình đẳng, đôi khi là cái sự bất công nữa. Mà tất cả những người đều hướng vọng tới một ước mơ, mong cho thế giới tốt đẹp hơn. Chỉ trừ một thiểu số là họ có những tâm tư xấu xa, họ muốn bóc lột, họ muốn đè bẹp những người khác. Còn ngoài ra tất cả mọi người đều mơ một thế giới tốt hơn. Beaucoup de personnes rêvent d'un monde meilleur où les inégalités sociales n'existent pas. Chúng ta vừa làm 5 câu với công thức rêver de quelque chose. Và sau đây chúng ta sẽ làm 5 câu với công thức rêver de faire quelque chose. Anh ta mơ ước thành công trong công việc và một ngày nào đó thành lập được một sự nghiệp cho riêng mình. Như vậy đây là anh ta có hai ước mơ. Ước mơ thứ nhất là thành công trong công việc. Ước mơ thứ hai là một ngày nào đó thành lập được một sự nghiệp cho mình. In rêve de réussir dans la vie. In rêve de réussir dans la vie. Vậy chúng ta thấy động từ rêver ở đây đi với động từ nguyên thể, đó là động từ réussir. In rêve de réussir dans la vie. Et de. Và ước mơ thứ hai, et de créer un jour. Và một ngày nào đó, sáng thành lập cho mình. Créer là thành lập cho mình. Sa propre là của riêng mình, sa propre entreprise. Như vậy chúng ta thấy trong câu này nó có hai giới từ đời. Như vậy anh ta có hai mơ ước. Mơ ước thứ nhất là thành công trong cuộc đời, in rêve de réussir dans la vie. Và mơ ước thứ hai, in rêve de créer un jour sa propre entreprise. Câu số 7, kể từ khi còn nhỏ anh ta đã mơ ước trở thành một nghệ nhân và sẽ vẽ được những bức tranh nổi tiếng. Depuis son enfance,
người ấy có một cái thằng bé hay một chàng thanh niên hay một người đó in rêve de devenir un artiste qui peint des tableaux célèbres. Trong câu này chúng ta cũng dùng một đại từ pronom relative đó là qui để thay cho chữ đi trước để làm chữ ngữ suy cho động từ đi sau. Depuis son enfance, in rêve de devenir, mơ ước trở thành nghệ nhân. Devenir un artiste qui peint, nghệ nhân này vẽ được những cái bức tranh célèbre, những bức tranh nổi tiếng. Câu số 8, sau nhiều năm làm việc không ngơi nghỉ, des années de travail sans relâche, anh ta mơ ước có nhiều thời gian với gia đình. Après des années, de travail, travail là làm việc, sans relâche, relâche là không có ngơi tay đó, làm việc không có ngưng nghỉ. Après des années de travail sans relâche, relâche là ngưng tay, nghỉ ngơi. Après des années de travail sans relâche, bây giờ anh ta mơ ước, in rêve d'avoir plus de temps, có nhiều thời gian hơn, avec sa famille. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy là động từ rêver đi với giới từ de và đi với động từ nguyên thể, in rêve d'avoir plus de temps avec sa famille. Họ mơ ước sống bên bờ biển, xa khỏi thành thị, trong một căn nhà nhỏ êm đềm. In rêve de vivre au bord de la mer. In rêve de vivre au bord de la mer. Đây vẫn là công thức, động từ rêver đi với giới từ de và đi sau là một động từ nguyên thể. In rêve de vivre au bord de la mer. Loin des villes, xa khỏi các thành phố và trong một dans une petite maison tranquille. Và sau cùng, họ mơ ước đi tàu lửa trên cung đường Đà Nẵng đến Huế qua đèo Hải Vân. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ ở trong Việt Nam thì chúng ta cái cung đường từ thành phố Đà Nẵng đi ra Huế thì phải vượt qua đèo Hải Vân và đây là cái cung đường rất là đẹp, người ta đánh giá là cung đường có thể là đẹp nhất thế giới bởi vì nó đi ở trên các cái sườn núi và nhìn xuống bên dưới là biển. Họ mơ ước il rêve de faire un voyage. In rêve de faire un voyage là một chuyến du lịch, một chuyến du hành nhưng mà bằng xe lửa en train ở trên con đường sur la route de Đà Nẵng à Huế và đi ngang qua đèo Hải Vân en passant par đi ngang qua le col des nuages. Đèo Hải Vân tức là một bên là biển, một bên là mây. Và người Pháp đặt cho cái đèo này là Le Col des Nuages, một cái đèo đi trên mây. In rêve de faire un voyage. In rêve de faire un voyage. En train, sur la route de Đà Nẵng à Huế, en passant par le Col des Nuages. Đây là một trong những cái tấm hình người ta cho thấy một đoàn xe lửa đi từ phía Đà Nẵng là phía xa xa này, đi hướng về Lăng Cô và hướng về Huế. Một bên là biển, bên tay trái là biển, bên tay phải là núi, đèo rộng núi Trường Sơn. Người ta gọi đây là đèo Hải Vân và được dịch qua tiếng Pháp là Le Col des Nuages. Xin chào tất cả mọi người.